cả nhà hôm nay xuống Gạch Giá nha. Khánh Bình, Thành Dương, Ngọc Thái là tất cả anh chị em ở đây. Và bữa tiệc rất là dễ thương nha, rất là hoành tráng nha. Những người Gạch Giá nha mọi người. Đây. Cái này là đặc sản nha. Dạ. Đặc sản Gạch Giá. Thịt cừu hả? Đấy, thẳng vô đây nè. Đá cái cửa đóng á. Có người. Đây nè. Đó là thẳng vô. Đây màu trắng không mà ta? Ở bên đây kim Thảo đâu ta? Hồi nãy có kia. Đây là hả? Dương nè. Anh Dương Ngọc Thái, Dương Ngọc Thái đang lại cả nhà. Quang Lê ở đây, Mai ở lại. Và khi mình thấy một anh trang trí hoa đó, hàng cả tỷ bạc, hai hàng cả tỷ bạc, hoa hả? Ông hoa này cả nhà ơi, một ba bài hát, đó là bài hát Cứ Chiêu Thôi, Một Đêm Say và Can't Take My View, và những bài hát thay cho lời chào đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, và chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là nhiều niềm vui, thật là chill, thật là say sưa cùng những người thân yêu, những người bạn bè trong gia đình mình, và một tràng vỗ tay lớn hơn nữa cho ban nhạc được không ạ? Yeah, xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ là Cứ Chiêu, Cứ Say và Cứ Yêu Thương. Tiếng kêu bộ mà nghe. Thiệt không à, trên bàn cũng hoa luôn.